Xin chào tất cả các bạn. Nhà cụ Tiến Mạnh xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm Kalimba Linh Tinh của An Linh Tinh. Bây giờ chúng mình cùng mở hộp nhé. Sau đây là tiết mục unbox sản phẩm Kalimba Linh Tinh đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Vâng, như các bạn đã thấy, sản phẩm được tặng kèm một hộp chống sóc rất chắc chắn. Phải nói là rất chắc chắn đấy. Vâng, bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy cái kỹ không? Đây, mình tiếp tục mở hộp nha, để xem hãng sẽ tặng cho mình cái gì nào. Wow. Vâng, rất nhiều linh kiện, rất nhiều phụ kiện. Một túi đựng đàn được làm bằng vải, thân thiện với môi trường. Wow, cái gì đây? Vâng, một giấy chứng nhận chính hãng. Và ui, một hình ảnh một cậu bé đang tính toán một ông anh 5 cộng 3 bằng hỏa chấm. Thế các bạn 5 cộng 3 bằng mấy nhỉ? Và một hộp lau phím đàn để tránh phím bị gì. Vâng, tuy nhiên là chúng ta sẽ có búa lên dây. Ôi, sản phẩm này được tặng kèm cho các bạn luôn là một chiếc pickup được dùng để khuếch đại âm thanh. Bạn có thể cắm vào loa để khuếch đại âm thanh của đàn lên, hoặc thu âm đàn với chất lượng âm thanh tốt nhất. Nào, để xem còn có gì nữa nào. Vâng, một sách dạy học Kalimba có đầy đủ tất cả các bài hot nhất Trung Quốc. Vâng. Hãng cho các bạn hai miếng sticker dán hợp âm. Đây là miếng sticker dán hợp âm nha, để các bạn dễ biết hợp âm. Vâng, và đây là hãng đầu tiên tặng cho các bạn hai miếng dán sticker nốt phòng trường hợp các bạn bị bong phím. Ui, gì đây? Hãng có cắt sẵn cho các bạn rồi, cho nên là các bạn không cần phải cắt ra nữa, chỉ bóc ra và dán vào thôi là được. Oh wow. Là cái gì đây? Cái này thì hơi phế. Nói chung là cái bọc phím ấy để các bạn đeo vào đánh Kalimba. Đây cái này, một chiếc khăn siêu mượt để lau phím đàn Kalimba. Và tiếp theo đây là wow, hãng tặng cho bạn một sợi dây bằng vàng nhưng không làm từ vàng, như các bạn đã biết. Và đây là toàn bộ cái xe siêu phẩm của chúng ta. Bây giờ đến nhân vật chính của chúng ta đây, Kalimba Linh Tinh của hãng Linh Tinh, rất chất lượng. Wow, hãng có tặng kèm cho các bạn một cái sợi lủng lẳng luôn, phùng để các bạn có thể phủi đàn này, hoặc để cho lủng lẳng này khi chơi cũng được. Đây, rất tiện lợi. Đàn thì được làm hoàn toàn bằng gỗ nguyên tấm nguyên miếng, không hề có cái lỗ cảm âm. Và phím đàn được làm bằng thép chống rỉ. Rất ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần test chính, là test âm thanh của chiếc đàn. Vâng, ở đây có một cái phụ kiện và tôi sẽ xin phép được lắp vào để test âm thanh của chiếc đàn nha. Ok. Không biết là cái dụng cụ này có tác dụng gì đây, và hãng khuyến nghị là nên lắp vào. Ok, quý vị bàn test âm thanh nha.